Xin chào bạn, thì hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về một cái video, đó là các bạn nên mua những chú vẹt đầu xám vào tháng mấy để các bạn có thể là chơi được và có thể là thuần được nó một cách dễ dàng. Thì vẹt đầu xám cũng là một loài vẹt mà có cái đặc trưng và cái tính cách rất là tốt, bởi vì nó thường rất là ít cọc tính như những loài vẹt ngược hồng. Còn về size của nó thì đuôi của nó còn nhiều bé, dài hơn cả đuôi của những chú vẹt ngược hồng. Còn cái về cái kích thước thì có những bé vẹt đầu xám trống thì nó có cái size cũng vượt trội so với vẹt ngược hồng, nhưng còn đa số thì nó nhỏ hơn vẹt ngược hồng một chút. Còn quay trở lại cái chủ đề chính là các bạn nên mua những chú vẹt đầu xám vào tháng mấy để các bạn có thể là tiếp cận được những chú vẹt đầu xám non. Thì tiện thể mình sẽ bắt đôi vẹt đầu xám này ra ngoài để các bạn có thể là thấy được rõ hơn. Thì đây là hai chú vẹt đầu xám nhà mình mà mình vừa mua được một thời gian. Thì những bạn biết là nếu các bạn chú ý thì cái vẹt đầu xám này thường nó có muộn hơn vẹt ngược hồng một chút, chỉ một chút thôi. Thì các bạn khi mà các bạn mua cùng với những chú vẹt ngược hồng, ví dụ như là tháng 1, tháng 2 dương, thì các bạn có thể là sẽ mua được những cái loại đút bột, nhưng thường khi là vẹt đầu xám do là cái giá trị của nó thấp, cho nên là giá trị về kinh tế của nó thấp, cho nên ít khi người ta khai thác từ những chú vẹt non. Chính vì vậy khi các bạn mua thì các bạn chỉ mua được những cái loại vẹt nó như thế này, còn hiếm khi các bạn mua được loại đút bột như vẹt ngược hồng. Ở cái dòng vẹt đầu xám này thì khi mà những chú vẹt trống thì nó rất là to con. Thứ hai là ở cái khi mà nó trưởng thành, cái vòng cổ của nó xuất hiện rất là đẹp. Chính vì vậy đây cũng là một loại vẹt mà có màu sắc đẹp so với những loại vẹt khác ở Việt Nam chúng ta. Thì để mua được những loại vẹt này, nói chung mua từ cái thời điểm đút bột thì khó, nhưng các bạn nên mua vào cái thời điểm tháng 5 và tháng 6 thì cái loại vẹt này rất là nhiều, ở các tiệm chim cảnh rất là nhiều. Các bạn có thể mua vào cái thời điểm đó. Ví dụ như những hai chú vẹt này thì nó đã ăn hạt được rồi, về các bạn chỉ cần chăm sóc là nó sẽ thuần, một thời gian nó sẽ thuần thôi, có thể chỉ mất vài ngày, hoặc là bạn nào ít chơi có thể là mất 1 2 tuần thì nó sẽ thuần, các bạn có thể là chơi với nó được và các bạn có thể cho đứng trên tay, rồi dần dần các bạn dạy trò rồi huấn luyện các cái trò khác, hoặc là làm patch thì cũng rất là tuyệt vời. Còn nếu mà các bạn mua vào tầm tháng 8, tháng 9, tháng 10 thì những chú vẹt đó mắt nó đã bắt đầu xuất hiện những cái vòng trắng rồi. Thì như các bạn biết là nếu những chú vẹt mà xuất hiện cái vòng trắng ở mắt rồi thì là nó sẽ khó để các bạn có thể là tiếp cận, hoặc là các bạn huấn luyện, hoặc là các bạn làm quen, nó sẽ khó hơn rất là nhiều so với những chú mèo vẹt mà nó có cái mắt đen như thế này. Thông thường những chú vẹt đầu xám này khi mà các bạn mua ở tiệm chim về thì các bạn cũng sẽ rất là dễ chăm sóc, bởi những chú vẹt đầu xám này thường nó sẽ chỉ ăn, biết ăn thóc, bởi khi nó ở tiệm chim thì người ta thường cho ăn thóc nhiều. Chính vì vậy khi mà các bạn mua về thì các bạn sẽ cho ăn thóc, dần dần các bạn sẽ tập cho nó ăn kê, và về sau nữa thì các bạn có thể cho nó tập ăn các loại hạt ngon như là hướng dương, hạt láng, hoặc là hạt láng tròn, láng dài đó, hoặc là hạt hạt cam. Những cái loại về hạt đó thì vẹt rất là thích, nhưng về sau thì các bạn mới tập cho ăn dần. Ngay cả những cái loại vẹt này nó cũng rất là thích ăn bắp, nhưng mà khi mà về tiệm chim người ta chưa tập cho ăn bắp thì bạn có thể là nó cũng sẽ không biết ăn, còn nếu người ta tập cho ăn bắp rồi thì có thể nó cũng sẽ biết ăn ngay đó. Thì ở cái thời điểm này các bạn có thể là chưa phát hiện được bé nào là trống, nhưng theo quan điểm của mình thì hai bé này đầu rất là đậm, nên có thể là nó sẽ là trống cả hai bé. Cái bé phía ngoài bên tay trái kia thì có thể là sẽ là khả năng trống cao hơn, bởi vì ở ria cổ nó đã có một cái vệt đen xuất hiện mờ mờ nhỏ nhỏ rồi, cho nên các bạn có thể là tạm thời các bạn đoán vậy. Còn vẹt đầu xám này, những cái bé mà thường là khi mà trưởng thành rồi, ở các điểm cánh này nó có cái vẹt ở cánh, nhưng mà hiện tại vào cái thời điểm này nó chưa thể xuất hiện được bởi vì nó vẫn còn rất là non.
Đây là cái do cái ánh sáng mình quay buổi tối cho nên nó không được chuẩn cái màu của nó. Thì như các bạn biết là trong cái thời gian vừa rồi, trong thời gian gần đây thì cũng rất là nhiều các bạn chơi vẹt cảnh có quan tâm đến loài vẹt xám này, vẹt đầu xám này, bởi cái tính cách của nó cũng khá thuần, khá hiền hòa. Cái thứ hai là nó cũng khá đẹp so với những cái dòng vẹt ngoại khác, so với một số loại vẹt như là vẹt Lapwet, vẹt Green Chick hoặc là một số loại vẹt ngoại khác, nó cũng nhỏ hơn vẹt đầu xám này nhưng nó cũng không có khả năng nói. Thì chính vì vậy thì trong thời gian vừa rồi thì rất là nhiều các bạn trẻ đã quan tâm đến dòng vẹt đầu xám này. Cho nên là cái thời điểm này là cái thời điểm đang là thời điểm giữa tháng 6. Nếu như các bạn mà có muốn kiếm cho mình một chú vẹt đầu xám thì đây là cái thời điểm ở các cửa hàng vẹt cảnh rất là nhiều những chú vẹt đầu xám này, và các bạn nhanh tay lựa cho mình một hay hai bé để các bạn có thể là nuôi những chú vẹt này. Và cái thời điểm này nuôi là cái thời điểm cũng khá thích hợp để các bạn có thể làm quen và dạy dỗ chúng. Nếu như các bạn quan tâm đến những chú vẹt đầu xám hoặc là những chú vẹt đầu hồng hoặc thậm chí những chú vẹt ngực hồng, đặc biệt ở một cái trại sinh vật cảnh tại Hà Nội, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái địa chỉ để các bạn có thể là mua sắm cho mình những chú vẹt đầu xám, đầu hồng hoặc là ngực hồng. Đặc biệt là ở tiệm đó thời điểm này cũng đang rất nhiều những chú vẹt đầu xám. Các bạn có thể là lựa chọn một hoặc hai chú vẹt để các bạn có thể là dạy dỗ những chú vẹt. Và đây là một địa chỉ cũng đáng tin cậy, cho nên tí chút nữa mình sẽ comment ở dưới cái phần bình luận để các bạn có thể là thấy được. Chính vì vậy khi mà các bạn đã mua những chú vẹt cảnh về, các bạn xác định nuôi lâu dài, các bạn nên mua cho nó một chiếc vòng chân để đảm bảo những chú vẹt của các bạn luôn luôn được duyên dáng và nó có một cái xác định thể hiện cái nguồn gốc của những chú vẹt của các bạn. Đối với vẹt dòng vẹt đầu xám này, mình luôn luôn chia sẻ để tạo cái sự đam mê cho các bạn luôn luôn chú ý và quan tâm đến cái dòng vẹt có tại Việt Nam chúng ta. Thì đây là một dòng vẹt đương nhiên nó sinh ra tại Việt Nam thì nó sẽ có những cái sức khỏe và cái tập tính rất là tốt. Đặc biệt là cái sức khỏe thì nó sẽ phù hợp với cái thời tiết khắc nghiệt của Việt Nam chúng ta. Chính vì vậy mình chia sẻ để các bạn có thể là thấy được cái sự đặc biệt của dòng vẹt bản địa này. Thì vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn một video, đó là các bạn nên mua những chú vẹt đầu xám vào thời điểm nào trong năm để nó phù hợp nhất và các bạn có thể là huấn luyện, dạy dỗ, các bạn có thể là chăm sóc một cách dễ dàng. Và mình xin dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bạn luôn đồng hành và ủng hộ kênh Yêu Vẹt and Pets. Thanks for watching and goodbye.